Ngày 25 tháng 5 vừa qua, hệ thống trường dân lập quốc tế Việt Úc Vass đã chính thức khai trương cơ sở mới Garden Hills Mega Campus, cơ sở tòa lạc trong khuôn viên dự án Cityland tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích lên đến hơn 14.000 m2. Đây là cơ sở có quy mô xây dựng lớn và hiện đại nhất của Vass, có khả năng chào đón 2.000 học sinh. Ngoài 80 phòng học đầy đủ thiết bị hiện đại, cơ sở còn có nhiều phòng chức năng như phòng thí nghiệm, thư viện, phòng dạy nấu ăn, phòng nhạc, thể dục, hồ bơi, sân chơi ngoài trời, nhà thi đấu, thể thao v.v. Đáng lưu ý, công trình này dành đến 4.500 m2 để phủ xanh, tạo môi trường học tập và sinh hoạt trong lành, thân thiện với môi trường. Hệ thống thảm thực vật phủ trần là điểm nhấn của công trình, tạo thêm sự tinh tế trong cảnh quan, sự thư thái cho người dạy và học. Tất cả các phòng học đều trang bị hệ thống thông gió và tận dụng ánh sáng tự nhiên giúp tiết kiệm năng lượng tối đa. Từ tháng 7 năm nay, cơ sở Garden Hill sẽ bắt đầu tuyển sinh bậc mầm non đến trung học. Được thành lập từ năm 2004, tính đến nay, VASH có tổng cộng 7 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 5.300 học sinh, trở thành một trong những hệ thống trường dân lập quốc tế lớn nhất thành phố.